em chạy chiếc siêu dung kịp chạy các bạn, bị hồi sáng này mình chạy cũng hơi xa thì coi chỗ mình chạy vô chạy quá dữ các bạn, có đèn luôn chữ ca nhẹ chạy nó quá trời trâu luôn. Chạy tăng tốc luôn, thối luôn quá dữ các bạn. Đây là cái 6D 16 của năm Triều Tiên các bạn. Số MB là 70. Đèn dịch bằng thao là 3 cánh 1m5. Wow, chạy quá trời trâu luôn các bạn. Wow, nhẹ chạy nó khuyêu á, nó trao qua trao lại vậy. Chào tất cả các bạn, giờ này là 7 giờ 10 phút rồi. Cái này sáng mấy anh em đang chạy vô các bạn. Đây mình vô thì cũng sắp sửa tới bờ rồi. Rồi hôm nay mình gặp một cá 3 năm nhỏ, rất là đều, rất là đẹp. Có hơi lộn với nước lai gai nhưng mà mình để khoảng vài phút mà nó tan mất tiêu rồi các bạn. Cá 3 năm. Rồi cái này cá 3 năm lớn đấy các bạn, chứ không phải cá 3 năm nhỏ. Thì bằng đêm á mình dợp nó không có rõ cho mấy. Cá 3 năm lớn, cá 3 năm lớn lộn cá 46 đây. Cá này cá 46 rồi các bạn. Đây con cá này cá 46. Cá này cá 46 á. Ở đây 10 kết, ở trong 13 kết mình được là 73 kết đây các bạn. Đây hai thùng đó trước, hai thùng sau với thùng bứng đá mình đựng là 13 kết rồi, thôi mình chắc vô. Đầy thùng hết luôn á. Đây mình ra trước mình giới thùng với các bạn coi á. Đây cá 46 rất là đẹp đấy các bạn. Đây mình dỡ một vòng cho các bạn coi thôi. Chứ mấy thùng kia thì thùng này thì cũng đầy luôn. Còn thùng đó thì trước thì 13 kết. Đây có một em mình lại dỡ luôn. Rồi thùng trước 13 kết mà không có dỡ cho các bạn coi á. Ghe ông anh mà các bạn ghe nãy hổm mình qua mình quay chạy thử ngán đứa cào rồi ha, đặt cô men 290 đi các bạn, có chục bô quá chạy tới cái mốt cái dép luôn á. Mấy anh em nào có xem mà cái clip trước của mình á thì thấy rồi ha, chạy rất là dữ rồi các bạn, kéo cào là 7 lý mấy là chuyện là bình thường ha. Hơi mờ quá các bạn. Chạy rất là dữ luôn. Hổm thử cào á mấy anh em nào muốn biết cái vào những clip trước của mình á, mình có quay test thử cái chiếc này chạy cào, chạy tốc độ quá quá kinh khủng luôn.
đỏ kẻo rất là đẹp đó các bạn. Kéo miếng lưới lên kìa, kéo miếng lưới lên. Vô cũng sắp sửa tới tới bờ rồi, tới cảng rồi. Đây, cái ghe này, ghe tàu hấp nha các bạn, tàu hấp cá cơm, mua mấy ghe lưới bao, mua mấy ghe lưới bao ha, mua cá bự không nha các bạn, cá 46 với 57, mua hấp sấy tại ghe luôn. Sáng cũng chạy vô á, ghe thấy dĩ ở trên mùi còn nhóc trên. Cái máy mình zoom xa không có được á các bạn, mấy anh em mà có xem mà hơi mờ thông cảm cho mình. Trên bờ căng cá đây ngay công trình nha các bạn, công trình cột điện từ Ba Hòn ra Phú Quốc ha. Rồi thôi video mình xin cũng kết thúc tại đây ha. Xin chào các bạn, nếu các bạn thấy hay đừng quên cho mình xin đăng ký và một like để tiếp tục cập nhật theo dõi những video sắp tới mới nhất của mình. Rồi chào tất cả các bạn.